Thưa quý vị, những năm gần đây, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có bước chuyển biến mạnh mẽ. Nông dân không chỉ tích cực chuyển đổi qua canh tác hữu cơ, áp dụng công nghệ cao, mà nhiều nông dân còn mạnh dạn chuyển đổi từ những cây trồng truyền thống kém hiệu quả sang các loại cây ăn quả mang lại giá trị kinh tế cao hơn. Điển hình là nông dân Nguyễn Hữu Trung ở ấp 7, xã Sông Rây, huyện Cẩm Mỹ. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Thưa quý vị, hơn 3 hecta diện tích đất trồng nhãn như đây thì trước đây là anh Trung anh trồng cao su, tuy nhiên hiệu quả kinh tế không cao. Bây giờ anh chuyển sang trồng nhãn thì một năm thu nhập bằng 3 năm trồng với cao su trước đây. Theo anh Trung, cây cao su trước đây rất hot, tuy nhiên những năm gần đây lại bị rớt giá, lợi nhuận rất thấp. Qua quá trình tìm hiểu cũng như tham gia các lớp tập huấn ở địa phương tổ chức, đồng thời được thấy mô hình thực tế ở vùng Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu, trồng nhãn, Ido, hiệu quả kinh tế rất cao, đầu ra cũng thuận lợi, nên anh đã quyết định phá bỏ 3,5 hectare cao su để trồng loại nhãn này. Đến nay vườn nhãn đã được 6 năm và cho trái rất nhiều. Hiện nay cái khu vực này á, thì cây nhãn cũng là cây mới, nên người bà con nhìn thôi chứ cũng chưa có dám mạnh dạn đầu tư. Tại vì cái nhãn này á, thì nó đòi hỏi kỹ thuật rất là cao. Cái lúc mà làm trái là sử dụng phải một cái loại thuốc đặc biệt, mình đổ xuống nó mới ra trái. Được cái nhãn này nó có một cái điểm á, là mình ưa cho trái mùa nào cũng được. Khi thực hiện mô hình này, anh Trung đã đầu tư khoảng 300 triệu để cải tạo đất, lắp đặt hệ thống tưới tự động, mua giống, thuốc bảo vệ thực vật, v.v. Khi trồng được 3 năm thì nhãn bắt đầu cho trái bói. Lứa đầu sản lượng đạt hơn 3 tấn, sau đó trung bình mỗi năm đạt trên 6 tấn. Khi vào vụ, thương lái đến thu mua tại vườn với giá bình quân là 20.000 một ký. Thu nhập bình quân đạt trên 300 triệu đồng một hecta. Nhãn này nó được cái là cái công chăm sóc nó tương đối ít so với những loại cây khác. Thứ hai nữa thì cái vùng đất đỏ này cho cái trái rất là ngon. Cái khó khăn nhất đồng nhãn này là khi mà cây nhãn này nó phải rào lưới dơi. Mà cái lưới dơi thì mỗi một năm mình phải, nó khi mà cây trái nó khoảng được 6 tháng đầu vô cơm, buộc phải rào lưới nhãn. Để thuận tiện cho việc chăm sóc, anh Trung đào ao giữa vườn để tích nước tưới cho cây, đồng thời nuôi thêm cá và đặc biệt là để ngâm lưới, bảo vệ lưới. Bởi sau thu hoạch là anh phải tháo lưới xuống, đợi lưới nhãn sau mới giăng lên lại. Xã cũng đã phối hợp với các ngành liên quan để chuyển giao kỹ thuật, rồi đăng ký làm cái mô hình theo sản xuất theo hướng hữu cơ. Thì qua một phòng vừa rồi, phòng nông nghiệp cũng đã tổ chức lấy mẫu đất nước để phân tích. Thì bước đầu là cũng đánh giá hiệu quả, thì các ngành cũng khuyến khích nhân dân là sang nhân rộng cái mô hình này. Sắp tới thì chúng tôi cũng đang tính là liên hệ với chủ vườn để xác định làm cái mô hình du lịch sinh thái vườn để tăng thu nhập và cũng nữa quảng bá cái hình ảnh của địa phương. Hiện tại vườn nhãn của anh Trung đang canh tác theo hướng hữu cơ, phân bón được ủ từ phân cá, hạn chế hết mức sử dụng phân, thuốc hóa học trong quá trình chăm sóc. Theo anh Trung, mặc dù trồng nhãn đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng khi chịu khó học hỏi và làm quen rồi thì rất dễ. Nông dân trồng phải đặc biệt lưu ý khi nhãn ra trái được 5,5 đến 6 tháng là phải giăng lưới, vì lúc này nhãn bắt đầu có mùi thơm sẽ thu hút rất nhiều dơi tới. Sau giăng lưới 1 tháng là thu hoạch.